Xin chào, tôi là Trần Như Ngọc, tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Còn tôi là Hồ Minh Quân, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đều là học sinh lớp 12 tại trường St. Anthony ở New York. Tôi chọn trường St. Anthony và đó là một quyết định đúng đắn vì trường có một môi trường học tập rất là tốt và rất gần thành phố New York, cho nên rất là tiện lợi và giúp tôi có một kiến thức vững vàng để vào một trường đại học mà tôi mong muốn. Tôi đã rất lo lắng khi mà biết được rằng trường St. Anthony mà tôi sắp phải đi học có rất nhiều luật lệ. Nhưng khi đặt chân đến đây, tôi mới biết được đó là những luật lệ có thể giúp tôi tốt hơn. Và mọi người xung quanh tôi đều rất là tử tế và rất tốt với tôi. Tôi đã có một trải nghiệm rất tốt ở đây, nơi mà tôi đã tham gia rất nhiều câu lạc bộ. Có một cái học tập tốt. Tôi cực kỳ thích những giáo viên ở đây. Và tôi đã làm quen được với rất nhiều bạn. Văn phòng quốc tế đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Luôn ở đó lúc tôi cần. Và giúp tôi gửi những hồ sơ quan trọng đến cho đại học. Một trong những giáo viên yêu thích của tôi đó là Mr. Divona từ lớp tiếng Anh. Lớp của thầy rất là vui và giúp tôi phát triển tiếng Anh của mình hoàn thiện hơn. Một trong những điều tuyệt vời nhất khi tôi được ở đây đó chính là gia đình host của tôi. Họ đã trở thành một gia đình thứ hai thật sự và họ luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần. Tôi biết là họ sẽ luôn ở đó giúp tôi và tôi thật sự rất biết ơn họ. Ba câu lạc bộ tôi rất yêu thích ở trường đó chính là Peanut Butter and Jelly, nơi tôi có thể làm bánh cho những người nghèo. Care Club là nơi tôi sẽ đến chạy dưỡng lão và nói chuyện với những người già, những người neo đơn. Và câu lạc bộ cuối cùng là Fraternity, nơi tôi có thể giúp những học sinh quốc tế sắp đến. Năm sau tôi sẽ theo học trường Virginia Tech. Tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi và tôi tin rằng trường San Antonio đã giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng cho những con đường sắp tới. Năm sau tôi sẽ vào trường James Madison ở Virginia và thực sự tôi rất háo hức về điều đó. Quá trình học tập tại trường St. Anthony đã giúp tôi trở nên rất tự tin cho năm học sắp tới. Tôi nghĩ rằng thành công là 1% thông minh và 99% siêng năng. Muốn được thành công ở trường St. Anthony, bạn phải thật chăm chỉ. Tôi đã làm được và tôi tin là bạn cũng có thể. Quá trình học tập của tôi tại trường St. Anthony đã giúp tôi có một trải nghiệm rất là tuyệt vời, giúp tôi trở thành một người tự tin hơn để sẵn sàng cho năm học đại học sắp tới.